Tại sao iOS lại được ưa chuộng hơn với Android? Câu hỏi này thì người ta luôn luôn có những đáp án và sự tranh cãi. Nhưng mà sau khi mà gặp những người cao tuổi hay là những cái bậc phụ huynh mà dùng iPhone đến tận bây giờ, mình nhận ra có một lý do rất đơn giản. Đó là iPhone dễ dùng hơn so với Android. Cái đầu tiên thì nhiều người sẽ phản đối điều này. iPhone nhá, có nhạc vào phải qua iTunes, bắn Bluetooth thì không được, có file cắm máy tính cũng lại phải cài, mà cũng đâu phải có file gì vậy cũng được, phức tạp bo quá quá dùng có quá thì mà dễ. Đúng, iPhone rất nhiều điểm ngu, nhưng các bạn sẽ nhìn kỹ mà xem, bố mẹ các bạn, phụ huynh, rất nhiều người xung quanh đều dùng iPhone và họ bảo rằng nó dễ dùng. Nó dễ ở chỗ nào nhỉ? Mình sẽ kể cho các bạn nghe. Điểm đầu tiên là chúng ta nhìn lại từ thời điểm iPhone 2 xuất hiện lần đầu cho tới thời điểm hiện tại, gần như iOS không thay đổi về giao diện. Nó vẫn chỉ có một màn hình home screen, bấm một cuộc gọi thì ra cuộc gọi, bấm một setting thì nó ra setting, và bấm camera các bạn chỉ biết chụp, đúng không ạ? Nó không có nhiều sự tùy biến cũng như là chỉnh từ cái phiên bản hệ điều hành đầu tiên cho tới thời điểm hiện tại. Đó là cái dễ số 1. Và nhiều người nói bởi vậy nên tại sao họ cứ nâng cấp liên tục lên các đời iPhone, bởi vì họ không phải làm quen lại từ đầu. Các bạn nhìn này, Android từ phiên bản số 1 cho đến thời điểm hiện tại đã được có Android 11. Nó khác nhau quá nhiều, nó thay đổi mọi thứ từ cái lõi bên trong cho đến cái cách sử dụng giao diện bên ngoài. Chưa kể, với mỗi nhà sản xuất Android bán ra, họ lại còn tùy biến lại giao diện một lần nữa, khiến cho người dùng Android ấy, mỗi khi mà phụ huynh mình đang dùng Samsung, họ đổi sang một máy khác, họ sẽ cảm thấy rất là rối. Ngay cả trong bản thân Samsung, các bạn nhìn giao diện TouchWiz ngày xưa và giao diện Experience bây giờ nó cũng cực kỳ là khác nhau. Thế nên, bảo sao mà nhiều người nói rằng điện thoại iPhone dễ dùng là có lý do. Cái sự nhàm chán của iPhone mà nhiều người không muốn sử dụng thì lại chính là thế mạnh của nó, khiến cho rất nhiều người muốn mua. Đó, các bạn có hiểu chưa ạ? Và tất nhiên iPhone cũng đem lại một cái trải nghiệm đồng nhất. Và nếu các bạn mua một chiếc iPhone như là iPhone 7 với mức giá tầm trung bây giờ tầm khoảng là 8 triệu đến 9 triệu đồng là 7 Plus, thì cái trải nghiệm của nó so với một chiếc iPhone 11 Pro mình đang cầm trên tay phân khúc tầm khoảng 30 triệu đồng thì nó cũng sẽ xem nhau. Tất nhiên ngoài việc phím home và thao tác vuốt thì mọi thứ cũng sẽ là y hệt. Và các bạn không tin ấy, các bạn cứ chạy sang Hoàng Hà Mobile, nơi đang bán iPhone 1 đổi 1, giá cực tốt. Đây cũng là nơi mình mua iPhone 11 Pro đến bây giờ không có gì phàn nàn. Sang bên đấy mua một con về dùng xem nó có đúng như lời những gì mình nói hay không. Không tin truy cập vào link bên dưới mà xem giá nhé. Rồi, quay trở lại cái vấn đề này. Các bạn nên nhớ ngày xưa Windows Phone là nền tảng hạ điều hành đã cố học theo điều này. Họ đem lại trải nghiệm từ chiếc Lumia 530 cho đến chiếc Lumia 930 đều y hệt nhau về giao diện cũng như các cái tính năng. Nhưng đáng tiếc rằng cái điều này là một con dao hai lưỡi. Đó là nếu như các bạn đem lại một cái hệ sinh thái không đủ tốt, sẽ khiến cho cái hệ điều hành nó trở nên nhàm chán và khiến cho Windows Phone nhanh chóng chết đi bởi vì thiếu sót về kho ứng dụng. Và cách đi của nó mặc dù rất giống iOS, nó đóng nhưng mà nó đem lại sự mượt mà. Và iPhone thì lại giữ được người dùng bởi vì kho ứng dụng App Store. Đây là lý do tại sao mà iOS được ưu thích hơn so với lại Android. Và với lý do này thì rất nhiều game ứng dụng luôn luôn xuất hiện ở trên này. Đầu tiên, sự update của nó cực kỳ tốt, khiến cho người dùng cảm thấy như là những đặc biệt, những cái nhóm người có nhu cầu cao về làm việc như là những cái phần mềm từ Adobe, phần mềm từ Microsoft, những phần mềm hỗ trợ chúng ta thì đều update và cũng như là cập nhật phiên bản mới, thậm chí là độc quyền ở trên iOS này so với lại Android. Và bởi vậy nên các bạn cũng đừng thắc mắc tại sao mà các lập trình viên lại ưu tiên ở trên nền tảng này, bởi vì khả năng đem lại doanh thu từ cái iOS cũng cao hơn so với lại Android. Và cái số 3 cũng là một cái cuối cùng mình muốn nói về, đó là camera ở trên iPhone. Thường người ta hay nói camera iPhone chụp tốt, nhưng chúng ta những người mà trải nghiệm công nghệ đều biết P40 Pro Huawei có những thế mạnh ăn đứt iPhone. Pixel mới là ông vua của chụp tự động, đúng không ạ? Thế nhưng các bạn phải hiểu một điều, những cái người mà muốn chụp hình tốt ở trên những chiếc máy như P40 Pro hay là Sony Xperia chẳng hạn, thậm chí là Pixel, để chụp được những tấm hình như thế, họ đôi khi phải trải qua một sự tìm hiểu như là bật tách tính năng này ở đâu, vân vân và vân vân. Còn với iPhone ấy, chính vì sự nhàm chán của những cái chế độ chụp, nó chẳng làm được cái quái gì về việc giơ lên và chụp. Không có khả năng chỉnh thông số thủ công, không có bất kỳ một cài đặt nào ở trong cái phần này, và các bạn bắt buộc phải truy cập vào phần setting, sau đó đi đến mục camera vân vân, nhưng cũng cực kỳ hạn chế. Thế nhưng bởi vì cái sự đơn giản đó nên camera iPhone á, các bạn giơ lên chụp và phần mềm tự động của iPhone làm thực sự tốt, đem lên những cái tấm hình có thể chúng ta chê là ám vàng, chúng ta chê của nó là xử lý không tốt về phần viền xóa phông không bằng Pixel vân vân. Nhưng người dùng cơ bản chụp kiểu gì vẫn thấy được cái tấm hình ưng ý theo cái sở thích của người ta. iPhone thành công đến ngày hôm nay là vì sự đơn giản của nó trong quá trình sử dụng. Người dùng không phải làm quen với một cái giao diện mới, không phải học bất kỳ một điều gì mới. Họ chỉ cần nâng cấp một chiếc điện thoại. Chưa kể cái cách mà các bạn backup vào iTunes, các bạn restore lên một chiếc iPhone mới, các bạn không phải nghĩ cái gì luôn đấy.
nó quá dễ dàng với những người dùng cơ bản. Và khi mà công việc các bạn ngày càng bận rộn thì các bạn sẽ check những thứ cơ bản như thế này. Ngày xưa mình còn trẻ thì mình còn thích up ROM, mình còn vọc. Nhưng đúng là cái ngày mà bây giờ bận rộn quá, dùng iPhone nó quá dễ dàng và mình không còn quan tâm đến việc up ROM nữa rồi. Nhưng những cái điểm mạnh của nó cũng chính là những cái điểm yếu khi nó quá nhàm chán, không có gì để nghịch. Nhưng các bạn có đồng tình với mình, đây là những cái điểm tại sao nó được yêu thích hơn so với Android không? Hãy comment ý kiến bên dưới. Đừng quên truy cập vào website của Hoàng Hà, tham khảo giá bán chi tiết của những mẫu iPhone để có thể có được mức giá tốt, nhiều ưu đãi, bảo hành 1 đổi 1 và đảm bảo giá chính hãng ở đây iPhone là rẻ nhất cho mọi người. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.